khái niệm thế nào là nghèo nữa. Hiện nay các cái thầy, một số các vị giảng ấy, thầy các thầy thuyết trình đa phần mới chỉ nói đến cái nghèo về vật chất thôi, tiền của thôi. Thế là chúng ta cho đấy là nghèo, chỉ phục vụ cái câu, coi cái câu của Phật phục vụ cho cái câu là những người có ít tiền của về vật chất, coi như đấy là nghèo vậy thôi. Đấy thì vậy thì trước hết tôi nói một cái ý là nghèo cái đó, vật chất cái đó. Thì vật chất là có hai thứ, tức là chúng ta nghèo về tài. Trong cái tài đấy thì có nội tài và ngoại tài. Nội tài là gì? Là cái toàn bộ những cái về cơ thể mình thuộc về nội tài. Đấy, cái bộ phận trong cơ thể thuộc về nội tài. Đấy. Còn những cái ngoài mình gọi là ngoại tài, ví dụ như tiền của cải thì gọi là ngoại tài. Vậy thì hiện nay các vị chia sẻ nghèo đang chia sẻ mỗi cái ngoại tài, tức là ít tiền của bên ngoài thôi, thì coi là nghèo vậy thôi. Và hiện nay các chùa đang tuyên truyền là những người nghèo thế này thế khác thì đang sử dụng mỗi một cái từ là nghèo về tiền của ở bên ngoài, gọi là ngoại tài. Còn nội tài là gì? Là công sức. Rồi cái lục phủ ngũ tạng của chúng ta cũng là nội tài chứ nhỉ. Thế còn người ta gọi là không có của, nhưng mà có công sức của chúng ta, để có trí tuệ. Rồi là có những người mà đang cúng dường cả cái nội tạng cho cái y học thì sao, cho những người khác thì sao. Vậy thì chúng ta đừng nhầm mà cứ có cái vật chất tiền của bên ngoài, có tiền thì có của, gọi là nghèo. Không phải. Kể cả nội tài là con người chúng ta cũng là một tài sản vô giá, sức khỏe chúng ta cũng là tài sản vô giá. Cho nên là của cải vật chất gọi là tiền tài, phải có nội tài và ngoại tài. Vậy thì cái nghèo về ngoại tài thì là chúng ta ít tiền của, ít tiền ở ngân hàng, ít nhà cửa, ít cái sổ đỏ ở nhà, vân vân, ít tên doanh nghiệp. Đấy là nghèo và ngoại tài thôi. Còn cái nội tài chúng ta nghèo gì? Nghèo về tình thương yêu cũng là nghèo. Có khi có người rất nhiều về cái ngoại tài, nhưng nội tài với cái tình thương yêu nó ít, rất là nghèo nàn về tình thương yêu, về nghèo về cái lòng từ bi. Và nghèo về nghèo từ bi rồi thì nó sinh ra cái tính đố kỵ. Có những anh giàu nhưng rất đố kỵ các bác nhé. Thế thì cũng gọi là nghèo. Giàu nhưng mà đố kỵ, nghèo về cái sự độ lượng. Cho nên là người ta mới có một cái câu như thế này, đố kỵ là chuyện câu điển hình nhất các bác nhé. Ngày xưa người ta nói câu là củi mục bà để trong rương, đứa nào động đến là trầm hương của bà. Tức là của mình ở trong nhà mình có thể vứt đi không dùng đấy, nhưng đứa nào động đến đấy là trầm hương của tao đó. Như vậy thì cái những cái độ lượng và những cái ích kỷ nó rất là cao. Như vậy thì anh ta đang nghèo cái gì? Cái gì các bác? Nghèo về tình thương và nghèo lòng từ bi đấy chứ. Chứ không phải là cứ cứ chê những người kia ít tiền của là nghèo đâu. Không phải. Cái anh nhiều tiền của nhưng mà cái tình thương yêu đố kỵ này cao hơn. Có những người người ta nghèo nhưng có khi cả một bát cháo người ta cũng đem chia cho người khác được. Nhưng mà có anh có hàng nghìn tỷ nhưng mà đi chia cho người khác cũng không chia. Vì anh nghèo về tình thương, nghèo về tình từ bi. Và cái điển hình câu chuyện này tôi kể để các bạn nghe cho nó, vì cái nội dung câu chuyện này nó hơi đặc biệt, chúng ta dễ ghi nhớ trong đầu. Là một câu chuyện thế này, là có một cái miếu rất là thiêng. Cái miếu này thiêng là cầu được ước thấy, hễ cứ cầu được cái gì mà gieo đồng xu thế là được, đồng sửa đồng ngấp, đồng sấp đồng ngửa thế là được, cứ cầu cái gì được cái đấy. Thế một hôm cái chị này, chị đến cái miếu đấy, chị xin để gieo, để xin tiền của. Thì thần miếu bắt đầu cho một cái lệnh, gấp được cái lệnh như thế này, là ngươi xin cái gì ta cũng cho hết, nhưng với điều kiện là nếu như cho ngươi một thì cái đứa hàng xóm ấy thì được hai đó, cho ngươi một thì đứa hàng xóm sẽ được hai, còn ngươi thích xin bao nhiêu cũng được. Cô này lúc đầu đã cho mình xin 1 tỷ, bảo ơ không được,
mình mất bao nhiêu công sức, bao nhiêu lễ lạt, coi như là lên bờ xuống ruộng để sắm sửa hàng mấy ngày này, đi lễ ngày như này mà mình xin được 1 tỷ, mà tự nhiên cái con hàng xóm nó chơi sành sành đấy, nó tự nhiên nó ngồi chơi nó được 2 tỷ, không thể được, không xin tiền nữa. Thôi bây giờ ta cái xe sáng này ta đi khổ sở, ta xin một cái xe rất là xịn đi. Cô này nghĩ một lúc, ô không được, mình đi một cái xe mà con hàng xóm nó sành sành đấy, nó được 2 tỷ hai cái xe thì làm sao, không được, không thể chơi như thế được. Con ấy thì coi như là thà rằng tao có đi bộ còn hơn, chứ không thể cần một cái xe để cho cái con hàng xóm nó được 2 cái xe. Thế bây giờ cô này cô nghĩ một lúc, cô bảo à cứ mình được một thì đứa hàng xóm được hai, vậy thì con xin thần miếu cho con chột một mắt. Các vị thấy không, khi được xin chột một mắt thì cứ con hàng xóm bị chột mấy mắt này các bác, chột 2 mắt, vì cô này có chột một mắt thì một mắt cô cũng còn sang được, nhưng cái đứa hàng xóm chột 2 mắt thì cho nó to hết luôn. Tức là cái tính đố kỵ kinh khủng ở trong con người chúng ta, con người khủng khiếp luôn. Cho nên là các bác thấy đấy, khi trong 2 trận đá bóng với nhau thì ta không đá giỏi bằng nó thì tốt nhất cái gì hả các bác, là gì ạ, là mua chân đối thủ đá vào một cái là thằng đối thủ, kể cả bây giờ tao với mày tao bị đuổi cũng được, nhưng mà mày coi như gãy chân, vậy thì mày giỏi hơn tao thì đội kia mất một thằng giỏi, còn tao thì không giỏi bằng, nhưng mà thay thằng cùng ra thì cũng tỷ lệ thắng của đội tao vẫn cao hơn. Như vậy thì sao, người ta có thể mua giỏ đối phương, như vậy thì ta tiêu cái tính ích kỷ nó khủng khiếp đấy. Thì cái đấy là gì, đấy là nghèo lắm ấy, nghèo cái lòng từ bi, nghèo về sự độ lượng đấy. À, cho nên là đấy đấy lại là một cái nghèo, thì làm sao Phật nói đấy là nghèo đấy. Đấy là thứ hai là nghèo về trí tuệ, nghèo về trí tuệ. Cho nên là ở trong khoa học biện chứng ấy, nói rằng gì là si mê ngu si đấy, ngu dốt cộng với nhiệt tình thì bằng một sự phá hoại, thì nghèo đấy là nghèo trí tuệ, nghèo lắm ấy. Đó, nghèo về trí tuệ. Và có một câu điển hình như thế này này: si mê mà làm từ thiện thì giống như người mù mà cõng người khác xuống sông. Hai cái câu này hoàn toàn tương đương. Về khoa học biện chứng người ta cũng nói là ngu dốt cộng với sự nhiệt tình bằng một sự phá hoại. Còn ở trong kinh Phật nói rằng si mê mà đi làm từ thiện giống như người mù cõng người khác xuống sông, mình cũng hại và cái người kia cũng hại. Đấy là nghèo về trí tuệ chứ, chứ không phải chỉ nghèo về tiền của đâu. Đấy là nghèo về trí tuệ. Đó, cái nghèo thứ hai. Thứ ba đấy là gì, là cái nghèo về sự kiên trì nhẫn nại. Cho nên là trong trong cái câu chuyện dân gian nó thường có cái câu chuyện kẻ quạ và công, con quạ vì không thể kiên trì nhẫn lại được cho nên là cuối cùng là thành nhảy luôn cả vào cái bát mực, thầy còn mỗi cái cổ mới vẽ. Tức là trong xã hội chúng ta có rất nhiều người nôn nóng, mà chính cái nôn nóng ý, thiếu cái nhẫn nại ấy là đi đá bóng hay thua, bị đối phương kích cho một cái là hay bị thua ấy. Cho nên là ví dụ như là trong truyện Tam Quốc ấy, là Khổng Minh nhìn thấy Chu Du là cái anh dễ bị kích động, mà dễ bị kích động thì bên kia nó khích cho một cái, bên này nhảy cẫng được một cái, thế là thôi cuối cùng là thua. Cho nên là đấy là nghèo về cái gì, nghèo về sự kiên trì, nghèo về sự nhẫn nại đó. Rồi gì, để nghèo về sự hoan hỷ đấy, nghèo về sự hiếu thảo, nghèo về sự tri ân với ông bà cha mẹ, nghèo về sự hoan hỷ thế này. Ví dụ như kể cả đứa kia nó được thành tích cao lắm thì ta không dễ dàng để vỗ tay cho đứa khác đâu các bác nhé. Người lớn là dù mình thua nhưng cũng không tâm phục khẩu phục đâu, khóc. Các bác thấy hai cái đội mà đá bóng với nhau mà đội mình thua ấy, là trước khi lên thằng kia nó, mình chỉ nhận được giải nhì, nó giải nhất là nên khóc, thua hẳn hoi rồi mà không chịu khóc. Mà hai bên đấu với nhau rõ ràng mình thua nhưng không không chấp nhận, khóc, cho nên người gọi thiếu sự hoan hỉ. Hay là cái anh kia đi, nó đi cúng 10 triệu và được đọc tên trên 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 đầu năm. Chúng ta thấy nhất là cái chùa, một số cái chùa gần đây này, ơi đầu năm cứ thường là đọc tên những cái vị cúng dường ấy nhiều cho chùa,
xong đi dâng sao giải hạn, cúng dường đầu năm chùa thì những ông, một là ông nào chức to, hai là cúng dường nhiều thì đọc trước. Đó. Thì bây giờ bảo ôi cái thằng kia này, ông kia chức như thế mới là người ta còn chức hơn. Nay mai ta cúng dường có 10 triệu là cái gì mà được đưa lên trước, mai ta cúng dường 20 triệu để đưa lên trước. Tức là thấy người khác làm tốt hơn, hay hơn mình thì mình không hoan hỉ. Cho nên chúng ta thấy chúng tôi trước đây tôi có một cái sưu tầm là cái ảnh rất hay mà người ta chấm. Cái ảnh này là ảnh nhất thế giới luôn về về thế giới ảnh, tức là chụp cái bọn trẻ con ấy, hai thằng nó vật nhau. Thì cái thằng thua ấy là trẻ con phía dưới bị thua. Mà thằng phía dưới thua mà nó cười rất tươi, cười hành hạch luôn. Anh người lớn mà vật nhau mà cái thua thì liệu có cười được như thế không? Nhưng cái thằng trẻ con vật nhau, thằng dưới cười rất là tươi, họ chấm cái ảnh này được giải nhất. Thậm chí hai cái đứa trẻ con là hai cái đội đá bóng với nhau, thì cái đội nào thua thì phải là chui qua háng cái đội kia. Thế thằng kia bảo này mày dặn chân ra để cho tao còn chui. Tức là nó cảm giác cái chui nó không có gì để nhục nhã cả, nó thấy thua là thua.